Không giám sát thì thôi, chứ giám mà không sát, không phát hiện sai phạm để chấn chỉnh ngay từ bây giờ thì chưa đạt. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 vào sáng ngày 12 tháng 10. Theo Chủ tịch Quốc hội, trọng tâm của hoạt động giám sát nên tập trung vào việc thực hiện quy hoạch điện 7 và kế hoạch triển khai quy hoạch điện 8. Việc ban hành nghị quyết cần chỉ ra những vấn đề lớn cần triển khai thực hiện trong giai đoạn tới, trong đó có chuyển đổi năng lượng công bằng, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, chính sách trong phát triển năng lượng, bổ sung các số liệu, cập nhật tình hình thực tế trong dự thảo nghị quyết. Đáng lưu ý, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, một loạt dự án năng lượng có nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn, song báo cáo giám sát chưa làm rõ. Tôi vừa mới đi công tác Cần Thơ về, chuỗi khí điện Lô B và Ô Môn, cả thượng và hạ nguồn đều tắt. Giữa PVN, EVN và các bộ ngành đều tắt. Chủ tịch Quốc hội nêu và bày tỏ băn khoăn khi dự thảo nghị quyết chỉ có 8 dòng về vấn đề này và vẫn khá chung chung.